536 ha cây dược liệu đã được trồng mới từ đầu năm đến nay, đạt khoảng 60% kế hoạch cả năm, tập trung tại các huyện Bát Sát, Bắc Hà, Simacai và thị xã Sapa. Trong số này, diện tích trồng mới duy trì là 463 ha, còn lại là trồng mới mở rộng Đến nay, các địa phương cũng đã thu hoạch được 12.094 tấn dược liệu tươi gồm atiso, chuột dù, xả, tía tô, sa nhân tím, chè dây, rau cô lam và các loại dược liệu trồng lâu năm khác như sói, gắm, khôi nhung và đài bi. Toàn tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 3.700 ha cây dược liệu, trong đó 210 ha được Bộ Y tế đánh giá công nhận đạt các nguyên tắc tiêu chuẩn GASTP-WHO với thu nhập bình quân từ 120 đến 150 triệu đồng mỗi hecta. Cây dược liệu được xác định là một trong những cây trồng kinh tế hàng hóa chủ lực sẽ được tỉnh mở rộng diện tích lên 4.000 hecta vào năm 2025.